Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ, quý phụ huynh, bạn anh chị em, và đặc biệt là các bậc phụ huynh của các em rước lễ lần đầu hôm nay, xin phép chúng con cho phép chúng con được có lời chào mừng tất cả quý thân hữu bạn hữu của các em, 27 em được rước lễ hôm nay đến đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em trong khoảnh khắc đầu đời đón nhận bí tích thánh thể. Chúng ta dành một tràng pháo tay đón tiếp các gia đình. Thứ nữa, chúng ta cũng hiệp thông với lại các em, 27 em rước lễ lần đầu hôm nay để nhớ lại những khoảnh khắc mà chúng ta đã được đón nhận bí tích thánh thể trong những ngày đầu đời của đời Kitô hữu chúng ta, và cũng cầu mong cho các em cảm nhận được muôn ơn lành của Chúa qua việc lãnh nhận bí tích thánh thể hôm nay. Chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng 27 em hôm nay. Hoa kính Đức Mẹ.